không cũng mời các bạn hãy cùng đi với mình nhé. Thank you.
những hình ảnh rất là dễ thương phải không các bạn? Rất là tuyệt vời. Một lượng du khách khá là đông. Mới sáng sớm rồi cả nhà, một lượng du khách rất là đông, tìm người ngọc trời. Đúng là chiều buổi sáng thứ bảy các bạn xem một lượng khách. Còn mình quay cho các bạn xem một lượng khách khá là đông phải không các bạn? Quá đông luôn. Biển người. Cảnh tắm biển rất là vui nhộn, rất là đẹp. Thì trong video có gió một chút thì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nha. Cái gió hơi lớn một chút buổi sáng. Không biển trong xanh. Cùng với một khung cảnh người tấp nập, rất là đông, rất là nhộn nhịp. Rất là đông các bạn. Mới sáng sớm thôi một biển người. Đúng là một biển người.
những hình ảnh thật là tuyệt đẹp phải không các bạn? Thì các bạn xem hãy nhớ like ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều để cho mình có cái động lực làm video hay và đẹp hơn nữa cho các bạn xả trí giải trí. Thì trong video có gì sai sót các bạn hãy comment bên dưới để góp ý cùng mình để cho mình hoàn thiện hơn, video đẹp và hay hơn nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Biển hôm nay rất là lặng, mình sóng rất là lăn tăn trên mặt biển, rất là đẹp. Thì trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn luôn luôn đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua và tiếp tục đồng hành cùng với mình. Hãy ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.